chào các bạn. Mình là Ngựa Bunny đây. Hôm nay mình sẽ xin giới thiệu cho các bạn biết chi tiết về cách hoạt động của mình cũng như kích thước cho các bạn xem nha. Thì sản phẩm này khi các bạn mua về, sản phẩm này có cái tên là Ngựa Bunny và cái mã số là 6629A. Sản phẩm này nó cũng giống như con heo chạy pin. Đó, heo chạy pin của mình thì một thùng nó cũng có là 168 con và nó bao gồm là ba màu nha. Thứ nhất là màu hồng nè, màu hồng phin, màu hồng nè, màu quai là màu trắng nha, và thứ hai là màu tím bạn nha, màu tím. Ok, thì chức năng của con ngựa này như sau. Khi các bạn mua về thì các bạn tháo bọc ra thì nó có một cái sợi dây đây, cái sợi dây như thế này. Sợi dây này mục đích làm gì để mình buộc cái lưng nè. Đó, để các bạn mà dắt đi chơi, đi chợ, đi chơi hay đi đâu thì rất là tiện lợi, rất là dễ đi công viên, đi chợ. Thì cái sản phẩm này về nó sẽ có hai cánh gờ nha các bạn. Hai cánh gờ đây, cái bọc này thành thù của nó là cái sản phẩm mới này. Đó, nó gờ có hai cánh. Sản phẩm này không thể nào nó cái cánh này không lắp vô đây được. Vậy lắp vô đây thì khi mình vận chuyển vô thùng, nó sắp xếp đóng gói lại vận chuyển đi thì nó rất là cồng kềnh. Nên cái cánh này cách rời. Thì khi các bạn mua về rồi thì các bạn gắp cánh vô. Đây, cánh gắp cánh vô. Đây. Cánh nào phải gắp theo cánh đó nha các bạn. Ok. Ngoài sau nó có công tắc này. Sản phẩm này sử dụng hai pin nha, hai viên pin thôi, hai pin này, hai viên pin. Đó. Thì mình sẽ gắn pin vô, tháo đứt ra, sát bụng nha. Bạn phải nhớ nha, lắp đúng chiều cái bề bằng của pin á, cái bề bằng của pin là cái lò xo nha. Đó. Bề bằng của pin là cái lò xo. Cái đầu của pin đó là cái đường trên, các bạn phải lắp đúng thì con ngựa Bunny nó mới chạy được nha. Rồi ok, thì ở đây nó có công tắc nè, tắc này chúng ta bật lên thì nó chạy đó. Mà bật xuống thì nó tắt. Ok, thì cọng dây này chúng ta sẽ buộc lên đây, buộc lên cái lỗ ngay trên cái lưng con ngựa nè. Đó, chúng ta buộc nó. Chúng ta dắt cái đi chơi, đi chợ, đi công viên hay đi bất cứ nơi đâu thì sách rất là tiện lợi ha. Tiện lợi dễ xài nha. Thì mình sẽ cho các bạn thấy hình dung được cái sản phẩm này. Nhiều khi mình quay video thì các bạn không biết được cái sản phẩm này là kích thước bao nhiêu. Bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy hiện thực luôn nha. Thì cái chiều dài của cái sản phẩm này mình tính từ cái mũi nha, tính cái đuôi đó, là nó là 20cm nha các bạn. 20cm, đây các bạn nhìn kỹ nha. Đấy, 20 nha. Ok chưa? Rồi, cái chiều cao của cái sản phẩm này nó bao nhiêu thì mình cho thấy trực tiếp luôn. Đây, tính từ cái chân lên tới cái đầu ngựa nha. Cái đốc ngựa đây các bạn. Đây, là nó gần 17cm, như 18cm nha. Đó. Rồi cái bề ngang của sản phẩm này, cái bề ngang của sản phẩm này thì mình sẽ tính từ hai cánh nha. Hai cánh, đo từ hai cánh qua. Các bạn nhìn đây. Hai cánh qua. Là kích thước của sản phẩm này là nó khoảng cỡ, kích thước của sản phẩm này là khoảng cỡ 12cm nha các bạn. Đây các bạn nhìn kỹ nha, 12cm đó. Ok, thì cái sản phẩm này nó sản phẩm hai cục pin đó, thì các bạn bật lên thì nó chạy đó, không bật lên thì nó chạy. Đây các bạn hãy nhìn kỹ về cái hình hài của nó, hình hài đó nha. Đó, đó. 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 Bạn thấy chưa? Nó rất là đẹp nha các bạn. Rất là đẹp. Đây. Ba màu ha, màu hồng, màu trắng với màu tím. Một thùng là 168 con. Đó. Bạn nhìn thấy đẹp không? Rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy cái cách chơi của nó nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi ba anh em xin chào tạm biệt các bạn đây. Xin chào và tạm biệt các bạn. Bye bye. Xin chào. Rồi hẹn các bạn trong một sản phẩm mới.